Ngoài những danh lam thắng cảnh, tỉnh Sơn La có sự đa dạng văn hóa của 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Sự hội tụ này đã mang lại cho Sơn La nhiều nghề thủ công, sản vật, văn hóa ẩm thực và các lễ hội truyền thống. Vì vậy, những năm qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã tập trung phát triển sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo nên sự khác biệt của nhiều sản phẩm du lịch. Bên cạnh đó, nhiều khu điểm du lịch dần trở nên nổi tiếng đã tạo sức hấp dẫn thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Sơn La như khu du lịch quốc gia Mộc Châu, khu du lịch Quỳnh Nhai, Ngọc Chiến, Cầu Kính Bạch Long, điểm du lịch Pha Đinh Tốt, Sống Lưng Khủng Long, Săn Mê Tà Sùa. Đặc biệt, năm 2022, khu du lịch quốc gia Mộc Châu Sơn La được bình chọn là điểm đến du lịch thiên nhiên hàng đầu Việt Nam và hàng đầu châu Á. Lượng khách du lịch đến Sơn La không ngừng tăng lên qua từng năm. Riêng 9 tháng năm nay, ước đạt 2,2 triệu lượt, doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt 2.000 tỷ đồng. Để khuyến khích phát triển du lịch, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 41-2022, quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2026, với 4 nhóm chính sách, hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch, xúc tiến quảng bá du lịch, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. Tỉnh Sơn La đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh xây dựng cơ chế chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội, trong đó phát huy tiềm năng lợi thế công trình thủy điện Sơn La được sử dụng vùng đất, vùng nước khoảng không để phát triển du lịch, và thành lập quỹ hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh sơn la đây là những động lực quan trọng để thúc đẩy du lịch sơn la phát triển